làm anh đánh đuốc. Trong đêm trường sáng soi nẻo đường quê hương, đêm thâm u đêm mù non nước cháy bùng lên lửa khi quyết phá tung công xiềng. Anh em ơi đêm chập trùng tam biên, lòng mình là trăng sáng trên ngàn cây lá, còn lá xa cái tên thành ngân hà, sáng soi sáng thêm lời thề giải phóng quê ta. Anh em ơi xin hãy làm anh đuốc, đêm không cùng nấu nung lòng người ly hương, trong yên vui không quên thủ non nước, giữa bình an lòng vẫn nhớ núi sông điều tàn. Anh em ơi quê hương dù xa xôi, chỉ cần một vòng tay ta sẽ rời sông núi, chỉ cần cùng em tin sẽ lắp biển phá hồi, đốt thêm đốt tin rộng bừng bừng khi cao ngàn xa. Sáng lên chiều mong tương lai, mai Lam Sơn phất cao cờ phục quốc, muôn chiều trưng dục chim trong mê linh vàng trời. Anh em ơi khắp nơi dù phai phôi, mà hàng ngàn đời sau vẫn tươi dòng máu thắm, truyền cho nhau bao xương dòng anh hùng, sẽ mang đuốc tin về dâng em ơi giữa non sông. Anh em ơi khắp nơi dù phai phôi, chỉ cần một vòng tay ta sẽ rời sông núi, chỉ cần cùng niềm tin sẽ lắp biển phá đồi, đôi tình đôi tiền rộng bùng bùng khi yêu non sông. Bùng bùng lên hơi đốt thêm soi đường thế giới, bùng bùng lên hơi đốt thêm muôn đời tiếp nối, sáng trong gió mưa nghịch mùng sáng trong trùng trùng lửa thiêng hơi bùng lên trong lòng nước tôi. Anh em ơi xin hãy làm anh đua, trong đêm dài sáng lên chiều mong tương lai, mai Lam Sơn phất cao cờ phục quân, một chiều trưng dục chim trong mê linh vàng trời. Anh em ơi khắp nơi dù phai phôi, mà hàng ngàn đời sau vẫn tươi dòng máu thơm, truyền cho nhau máu xương dòng anh hùng, sẽ mang đôi tim về dừng ngày mơ giữa non sông. Truyền cho nhau máu xương dòng anh hùng, sẽ mang đôi tim về dừng ngày mơ giữa non sông. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. 6.627 đồng thưa quý vị, một tràng pháo tay thật lớn một lần nữa đến với lại các quý vị ân nhân. Và tới giờ này thì quý vị cũng đừng quên số điện thoại, đó là 1888-339-8247 thưa quý vị. Khi mà con số mà mình đã đọc ra nó lớn như vậy thì bây giờ mình đọc tới 100-200 thì thấy làm sao? Cũng đọc tiếp theo luôn vì đây là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Mời quý vị cùng chúng tôi chào đón tiếng hát của nam ca sĩ Anh Dũng. Đây là một trong những tiếng hát đồng nghiệp của Minh Phượng nữa thưa quý vị, và được biết anh còn tham gia trong chương trình truyền hình của Vietface TV nữa phải không em? Vâng thưa quý vị, quý vị thưởng thức một chương trình thật hay phải không ạ? Rất may là chiều hôm nay chúng ta không có nắng nhiều và mong rằng quý vị sẽ ngồi đến cuối giờ. Chiều hôm nay là thật đẹp, thật là mát và mong rằng cái số tiền sẽ lên cao hơn nữa.
và quý vị cùng thưởng thức ngay bây giờ Hải Ngoại Thường Ca. Yêu trời tự do đông, thương về
Lan xin trân trọng kính chào tất cả quý vị và các bạn trẻ. Hôm nay mình hên quá, mình tưởng là nắng vô cùng nhưng mà trời đã dịu xuống và bây giờ tất cả quý vị ngồi ở dưới cảm thấy thoải mái rồi phải không ạ? À? Dạ vâng, thưa quý vị, trong cái thời gian này thì trong những tuần này Thanh Lan đi chùa rất nhiều. Tại sao? Tại vì thưa quý vị, cái tháng này là lễ Vu Lan nên là Thanh Lan đã đi đến các nơi để hát những cái bài hát về mẹ. Và một trong những cái bài hát về mẹ mà chúng ta yêu mến và nhớ cho đến bây giờ là một bài hát mà Thanh Lan đã có dịp thâu băng từ trước năm 75. Và quý vị cũng đã nhắc nhở rất nhiều trên YouTube và yêu cầu Thanh Lan. Hôm nay thì đặc biệt là có bác Hồ Mỹ Lệ, gia đình của bác năm nào cũng đến với chương trình Thương Phi Binh và gửi check để tặng cho các anh chiến sĩ. Nhưng mà có một điều đặc biệt là năm nay bác đã 80 mấy tuổi rồi, nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên bác lặn lội từ San Jose xuống đây để ngồi chờ các ca sĩ đi xuống để được bỏ tiền vào trong thùng. Thanh Lan rất cảm động trước cái tin đó. Nên sau đây thì xin hát tặng tất cả các bà mẹ và bác Hồ Mỹ Lệ nhạc phẩm Bông Hồng Cài Áo. Oh,
Thái Sơn xin gửi đến quý vị một bài hát rất nổi tiếng của nhạc sĩ Anh Bằng, coi như lời cầu nguyện của tất cả chúng ta cho một quê hương Việt Nam được tự do. Đó là bài Đêm Nguyện Cầu. Xin mời quý vị thưởng thức sau đây.
sớm dù một trăm không sâu.